thấy Jun đẹp trai không? Hả? Ba muốn nâng cặp cho cái trái nâng cặp ta. À, lít tuyệt giác. Toàn được lắm. Hết bây giờ là bây giờ là qua chuyện của anh. Mình nãy chụp xong một vài tấm cho xong cái chuyện tập một vài tấm cho Ly, mình chụp hết hồn luôn, chụp outfit tài lao luôn. Bây giờ mình sẽ ngồi edit và chỉnh sửa. Maja. Ande. Tapi saya mau lagi nampak.